Bước vào năm học mới 2022-2023, trường mẫu giáo Anh Đào đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất để đón trẻ. Theo đó, nhà trường cũng đã chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu và một số bệnh truyền nhiễm khác. Bên cạnh đó, nhà trường còn đẩy mạnh tuyên truyền đến phụ huynh học sinh, tăng cường phối hợp giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý sớm khi các cháu có bệnh, tránh để lây lan bùng phát trong trường học. Theo số liệu thống kê từ trạm y tế phường, từ đầu năm đến nay, toàn trường ghi nhận 25 ca mắc sốt xuất huyết, số ca mắc tăng 3 lần so với cùng kỳ năm trước, bệnh tay chân miệng giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ ghi nhận 3 ca. Để chủ động phòng chống dịch bệnh đầu năm học mới, nhất là bệnh sốt xuất huyết, trường mẫu giáo Anh Đào tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương trong việc phát hiện, xử lý dập dịch kịp thời, đảm bảo an toàn cho trẻ trong năm học 2022-2023.